Trời ơi, giờ bàn ghế tới cho chút đi. Hôm nay là ngày dỗ dắt năm của nghệ sĩ Vũ Linh. Thầy cho nó xin chia sẻ tới tất cả cô bác, anh chị và các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Nghệ sĩ Vũ Linh là nghệ sĩ cải lương. Hôm nay là ngày cúng dắt năm nha các bạn. Hôm nay là ngày dỗ dắt năm nên là tập trung rất nhiều anh em YouTuber. Thành chỉ là một số nhỏ xíu ở trong làng YouTuber Việt Nam. Đó, các bạn thấy rất nhiều. Nhà của nghệ sĩ Vũ Linh là nằm ở số nhà số 5 đường Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận. Đây là hướng camera Thành đang quay là đường Nguyễn Kiệm. Từ đường Nguyễn Kiệm đi vào khoảng 50m là tới nhà Vũ Linh. Hôm nay là ngày dỗ dắt năm cho nên tập trung rất nhiều anh em YouTuber, làng YouTuber Việt Nam. Thành mới cho nên là kênh còn nhỏ, mong các bạn thông cảm, chia sẻ cho mọi người cùng xem và ủng hộ động viên Thành nha. Còn những cây gạo vụn của nàng YouTuber. Đây là căn nhà của nghệ sĩ Vũ Linh nha mọi người. Hôm nay là ngày dỗ giáp năm cho nên là rất tập trung rất nhiều những tiền gói, những gạo cội của nàng YouTuber Việt Nam. Các bạn thấy không? Chị Hồng Đoàn đi đảo đại nước cấp nhiều thấp lên. Quay nhờ. Chị Vũ Linh được là... Chị Vũ Linh có ai qua tới dùng em gì không? Để cho nó có đường, cho nó cô chú vô đó, vô đó. Nghệ sĩ Vũ Linh đã tặng được nghệ sĩ Vũ Linh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cuốn cưng của nghệ sĩ Vũ Linh. Đây cô bác anh chị nào vào thắp nhang thì cũng vào báo đại diện cái báo dương âm dương xét qua nói dùng em báo đại diện đi để thử cái lối cho nó là sử dụng. Này hôm nay anh em làm thắp nhang cái thắp nhang đi nha. Dạ. Đây là khu vực nhà dân xung quanh của nhà nghệ sĩ Vũ Linh. Hôm nay là ngày giỗ giáp năm cho nên là tập trung rất nhiều những tiền bối, những gạo cội của nàng YouTuber Việt Nam. Và tập trung rất nhiều các nghệ sĩ, bây giờ là chưa tới giờ cúng cho nên là các nghệ sĩ chưa tới. Thành chia sẻ sớm tới cho tất cả các bạn cùng xem. Còn lát nữa nếu các nghệ sĩ và các nhà làng gạo cội của làng ca sĩ Việt Nam tới thì Thành sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn xem nha. Các nghệ sĩ chưa tới nhưng mà làng YouTuber Việt Nam tới rất đông nha các bạn. Thành chia sẻ video cho tất cả các bạn trên mọi miền đất nước xem biết được là hôm nay là ngày giỗ giáp năm của nghệ sĩ Vũ Linh. Không biết khu vực phía Bắc như thế nào nhưng mà đối với những người trong khu vực miền Nam đến đồng bằng sông Cửu Long là nghệ sĩ Vũ Linh là một người rất được ưa thích. Cái thời lượng mà rõ giáp năm của nghệ sĩ Vũ Linh tương đối dài cho nên là Thành chia thành 2-3 phần. Bây giờ Thành kết thúc phần 1 trên phần 1 Thành có thể xin dừng video tại đây. Thành chúc tất cả mọi người, tất cả mọi nhà, các bạn trên khắp mọi miền đất nước có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên người thân nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.